Thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10, Hội Liên hiệp Thanh niên 15 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, bầu cử trưởng thôn và kỷ niệm 74 năm ngày Thủy Nguyên cuột khởi 25 tháng 10, 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã Hòa Bình đã phát động đợt ra quân quét dọn tổng vệ sinh các trục đường liên thôn, liên xã, dọn cỏ, cắt tỉa các tuyến đường hoa. Trong đợt ra quân này, xã Hòa Bình đã huy động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên nhân dân ở các thôn và lực lượng tiểu đoàn 151, đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của hội viên, đoàn viên, tạo sự lan tỏa, huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân. Các đoàn thể đã tiến hành vệ sinh, phát quang, dọn dẹp tất cả các tuyến đường, các kênh mương và các khu trung tâm trên địa bàn toàn xã. Làm đến đâu, cấp ủy, chính quyền xã Hòa Bình đã vận động nhân dân xử lý rác thải đến đó bằng hình thức thu gom, quét dọn, tiêu hủy. Với ý thức tinh thần cao, chỉ trong buổi chiều ngày 9 tháng 10 ra quân, các đoàn thể đã thu gom rác thải các loại, phát quang và quét dọn sạch sẽ được một số tuyến đường giao thông trên địa bàn. Thông qua hoạt động thiết thực này, cấp ủy, chính quyền xã Hòa Bình đã tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc chung tay giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường. Được biết, đây là hoạt động tổ chức duy trì vào một ngày chủ nhật hàng tháng. Trong mỗi lượt ra quân, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và các đoàn thể ở xã Hòa Bình kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn thường xuyên chung tay bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, cùng nhau thực hiện phân loại rác đầu nguồn ngay tại nhà, từng bước thay đổi hành vi, tạo thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, không vô cảm trước những hành vi thiếu ý thức làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Hãy ý thức rằng, nhiệm vụ bảo vệ môi trường không chỉ riêng của chính quyền hay bất cứ đoàn thể nào, mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội, mỗi công dân. Mỗi người dân hãy chung tay vì mục tiêu xây dựng bảo vệ môi trường sống tốt nhất. Cũng từ lời kêu gọi thiết thực đó, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn xã Hòa Bình luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Qua đó góp phần để xã Hòa Bình sớm về đích, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình đã đề ra.